Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục ghi nhận những ca mắc COVID-19 trong ngày hôm nay và cho tới thời điểm này. Thông tin từ phía Bộ Y tế mới xác nhận một ca nhiễm trong ngày hôm nay 12 tháng 3 và nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên tới 39. Đó là bệnh nhân nam 25 tuổi cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người này là hướng dẫn viên du lịch. Được biết, ngày 4 tháng 3, bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với bệnh nhân 24 ca dương tính COVID-19 được xác định tại Quảng Ninh. Ngày 8 tháng 3, bệnh nhân nhập Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở và đã được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11 tháng 3. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là trường hợp bệnh COVID-19 thứ 5 của thành phố Hà Nội và là trường hợp thứ 39 của Việt Nam. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, bệnh nhân này tiếp xúc gần với 20 người, 79 người khác đã tiếp xúc với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật, Viện Pasteur Nha Trang đã công bố kết quả xét nghiệm của 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cả 5 người trú tại Bình Thuận đều dương tính. Và như vậy là tính cho tới 18 giờ ngày hôm nay, chỉ riêng tại tỉnh Bình Thuận thôi, đã có 9 ca mắc bệnh và đều liên quan đến bệnh nhân số 34. Và hiện tổng số ca mắc của Việt Nam là 44. Vâng, trước đó thì ngày 11 tháng 3, ngay sau khi Bộ Y tế công bố về 3 ca bệnh mới nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận, nhiều kế hoạch phản ứng nhanh đã được Bộ Y tế kích hoạt. Rạng sáng ngày 12 tháng 3, một ekip của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận hỗ trợ y tế khi địa phương chống dịch COVID-19.